Vừa qua, Đại hội thi đua yêu nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020 đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 400 điển hình tiên tiến trong tập đoàn. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn lưới điện, tối ưu hóa chi phí sản xuất đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động sâu rộng, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động. Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích trong phong trào thi đua của EVN trong 5 năm qua. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho EVN. 32 tập thể và 5 cá nhân của EVN cũng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương vì có những thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 27 cá nhân đã được nhận bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.